Trồng răng Ilmen toàn hàm Odontor, một kỹ thuật quen thuộc dành cho những người mất răng toàn hàm. Đây không chỉ đơn thuần là một kỹ thuật khôi phục lại răng mất, mà có rất là nhiều điều chưa chắc bác sĩ khi tư vấn trên lâm sàng đã tư vấn cho cô chú và anh chị được biết. Và trong video ngày hôm nay, tôi, bác sĩ Hoàng Vũ Hiệp, chuyên gia cấy ghép Ilmen tại Nha Khoa Lạc Việt Intec, xin chia sẻ cho cô chú, anh chị tất tần tật bí mật về phương pháp trồng răng toàn hàm Odontor. Điều đầu tiên, dấu chấm hỏi về tuổi thọ của Ilmen. Theo như quảng cáo thì trồng răng Ilmen toàn hàm có thể tồn tại vĩnh viễn. Tuy nhiên, điều này là chưa được kiểm chứng. Bởi lẽ, kỹ thuật trồng răng toàn hàm Odontor được chính thức áp dụng trên lâm sàng vào năm 1998. Như vậy, lịch sử tuổi đời của nó là được 26 năm. Về phương diện khoa học, chúng ta không thể khẳng định rằng Ilmen toàn hàm Odontor có thể tồn tại vĩnh viễn. Tuy nhiên, có thể khẳng định rằng phương pháp trồng răng toàn hàm Odontor có thể sử dụng được 26 năm. Theo như một bài nghiên cứu đánh giá về tuổi thọ trồng răng toàn hàm Odontor thực hiện bởi Paolo Malo và cộng sự trên 245 bệnh nhân với 980 implant, kết quả thấy rằng sau 5 năm, 95% bệnh nhân không phải thực hiện thêm bất kỳ cấy ghép implant nào. Và kết quả sau 10 năm, 95% số trụ implant không bị đào thải. Có thể thấy rằng đây là một cái tỷ lệ thành công rất cao với kỹ thuật cấy ghép trên cơ thể người. Thứ hai, vẫn tồn tại tỷ lệ thất bại với kỹ thuật trồng răng toàn hàm Odontor. Như bác sĩ vừa nói ở trên, trồng răng toàn hàm Odontor có những cơ sở để nó có thể tồn tại suốt đời. Tuy nhiên, điều này chỉ xảy ra khi mà chúng ta thực hiện đúng cách và đúng kỹ thuật. Trên thực tế rằng thì vẫn có những tỷ lệ tiến hành cấy ghép Ilmen toàn hàm bị đào thải. Điều này xảy ra khi mà chúng ta không có lộ trình điều trị một cách an toàn và kế hoạch điều trị chưa chuẩn xác. Đó chính là nguyên nhân khiến cho tỷ lệ tiến hành cấy ghép Ilmen toàn hàm thành công ở Việt Nam chỉ đạt 77,6% theo HSDI. Vậy làm thế nào để tăng tỷ lệ thành công với phương pháp trồng răng toàn hàm Odontor? Bác sĩ và công nghệ chính là hai yếu tố then chốt. Bác sĩ giỏi tạo nên một cách điều trị phù hợp kết hợp với công nghệ máy móc hiện đại giúp chúng ta có thể xác lập và tiến hành cấy ghép implant một cách chính xác nhất, giúp cho đảm bảo cái kết quả điều trị một cách an toàn nhất, thẩm mỹ nhất và bền vững nhất theo thời gian. Và tại Nha Khoa Lạc Việt Intec chúng tôi thì luôn bám sát hai tiêu chí bác sĩ và công nghệ chính là kim chỉ nam, tạo nên hơn 60.000 ca cấy ghép implant thành công. Thứ ba, không phải trường hợp nào cũng có thể cấy ghép toàn hàm Odontor. Với những người trồng răng toàn hàm Odontor thông thường là sẽ mất răng toàn hàm trên, toàn hàm dưới hoặc mất răng toàn hai hàm. Hoặc những trường hợp mất nhiều răng từ 6 răng trở lên và những răng khác có tình trạng viêm nha chu nặng nề bắt buộc phải nhổ bỏ. Dẫu vậy, không phải trường hợp nào chúng ta cũng có thể thực hiện được phương án trồng răng toàn hàm Odontor. Có một số trường hợp ví dụ như là xương quá xốp khiến cho độ ổn định của implant trong xương khi thực hiện Odontor là không đủ. Ngoài ra thì cũng những trường hợp hình thái xương không thuận lợi, xương thật của bệnh nhân quá ít, xoang to lớn khoảng ở vùng xương phía sau, xương hàm thì bị tiêu, đặc biệt là xuất hiện ở hàm trên khiến cho bệnh nhân bắt buộc phải gia tăng số lượng trụ implant. Và thông thường những trường hợp đó hay gặp nhất là chúng tôi sẽ thực hiện kỹ thuật trồng răng toàn hàm Odontic, gia tăng thêm số lượng trụ implant hai trụ ở phía sau để đảm bảo cái độ ổn định cũng như là độ vững ổn của cung hàm, bệnh nhân có một cái kết quả ăn nhai bền vững lâu dài và thẩm mỹ. Thứ tư, có răng tạm sau khi tiến hành trồng răng toàn hàm Odontor. Với phương pháp trồng răng implant thông thường sẽ phải chờ từ 2 cho đến 4 tháng mới được lắp răng. Tuy nhiên, với phương pháp trồng răng toàn hàm Odontor thì cô chú anh chị sẽ được lấy dấu và lắp răng sau 24 cho đến 48 tiếng sau phẫu thuật. Đây là một đặc tính kỳ diệu của phương án trồng răng toàn hàm Odontor mà các phương án trồng răng khác khó có thể mang lại. Thứ năm, đem lại nhiều phương án phục hình cho bác sĩ với phương án trồng răng toàn hàm Odontor. Với phương pháp trồng răng toàn hàm Odontor, khi mà chúng ta thực hiện cấy 4 trụ implant trên xương hàm và chúng ta có thể thực hiện được trồng được khoảng từ 12 cho đến 14 răng bên trên cái hàm đó. Với cái kết nối phục hình thì chúng ta có thể lựa chọn phục hình tháo lắp trên implant hoặc là phục hình cố định. Với sự phong phú của phương án phục hình trên trồng răng toàn hàm Odontor thì bác sĩ có thể cân nhắc lựa chọn tùy vào tình huống lâm sàng để đem lại cái kết quả thẩm mỹ an toàn và bền vững cho khách hàng. Thứ sáu, tiết kiệm chi phí. Thay vì chúng ta mất 12 răng chúng ta cắm 12 trụ implant thì ở đây cô chú anh chị chỉ việc cắm 4 trụ implant giúp chúng ta tiết kiệm được một khoản chi phí khá lớn. Cô chú anh chị chỉ phải bỏ ra một khoản chi phí ban đầu mà không cần phải làm đi làm lại, giúp cho cô chú có thể tiết kiệm được một khoản chi phí so với phương pháp truyền thống khác như là chúng ta làm cầu răng hay là phục hình tháo lắp. Theo đánh giá chung, phương án trồng răng toàn hàm Odontor chính là một cái phương án rất đáng để lựa chọn. Implant coi như là bộ răng thứ ba của đời người. Sau bộ răng sữa khoảng 12 năm đầu đời, chúng ta sẽ có một bộ răng vĩnh viễn thay thế và thực hiện những chức năng ăn nhai quan trọng ở lứa tuổi sung sức nhất của cuộc đời. Và khi mà răng chúng ta mất đi thì implant sẽ giúp chúng ta thưởng thức những thành quả ngọt của những năm tháng lao động không biết mệt mỏi của một thời thanh xuân. Hy vọng với những sự thật về phương án trồng răng toàn hàm Odontor sẽ giúp cho cô chú anh chị hiểu rõ hơn về phương pháp này, từ đó có thể quyết định đúng đắn lựa chọn được những giải pháp trồng răng phù hợp. Nếu video này cô chú anh chị cảm thấy hữu ích, hãy nhấn like và theo dõi kênh để đón chờ những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.